Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có dòng chữ Sơn Tinh. Sơn Tinh là một nhân vật trong truyền thuyết nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có một nhân vật hoạt hình cũng như là nhân vật trong truyền thuyết. Đó chính là Thủy Tinh. Thủy Tinh, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ Mị Nương. Mị Nương là một nhân vật hoạt hình cũng như là một nhân vật trong truyện truyền thuyết nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ làm màu xanh tím đi. Mọi người ơi, đây là phần xanh tím của mình nha. Mọi người nhìn này, đây là phần màu xanh tím của mình. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh tím của mình nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh lá cây nha. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh tiếp theo của mình nha. Mọi người ơi, đây là phần màu xanh tiếp theo của mình. Các bạn ơi nhìn này, đây là màu tiếp theo của mình là màu xanh lá cây đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là màu hồng. Mọi người ơi, đây nha, đây là màu hồng của mình nha. Đây là phần thứ ba, phần màu hồng của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần hạt thứ ba của mình là màu hồng nha. Giờ mình sẽ tiếp tục với màu vàng nhé. Mọi người ơi, đây là phần màu vàng của mình vừa xỏ vào xong.
Mọi người ơi, đây là phần màu thứ tư của mình, màu vàng nha. Các bạn ơi nhìn này, đây là phần màu vàng của mình. Giờ mình sẽ xỏ hạt chữ vào nha. Mọi người, giờ mình sẽ buộc vào nha. Mình sẽ phần này mình đã xỏ xong rồi, bây giờ mình sẽ buộc vào nha mọi người. Mọi người ơi, vòng của mình buộc, bây giờ mình sẽ buộc vào nha, bởi vì mình xỏ xong rồi. Mọi người ơi, phần này mình xỏ xong rồi này, bây giờ mình sẽ buộc lại nhé. Mình sẽ trang trí nốt phần chiếc vòng của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, đây, chiếc vòng của mình này hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Các bạn ơi, đây, chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Hãy subscribe.